Vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả bác. Trong video clip này, em lại tuyển chọn được một dòng micro không dây để cho tất cả bác sử dụng hát karaoke nhé. Và đây là bộ micro không dây của hãng MK Acoustic mã là S400 Plus nha các bác. Một bộ mic không dây bao gồm hai tay mic, hai anten để nó sẽ bắt sóng được xa hơn, một đầu thu chống lan cả đuôi và cả thân, một dây 6 ly dài 1 mét và một bộ tích hợp nguồn nhá. Bộ micro không dây này thì bên em sẽ bảo hành cho tất cả bác là 1 năm nha các bác. Rồi, em sẽ quay rõ chi tiết để cho tất cả bác cùng xem. Thân mic được thiết kế bằng kim loại sáng bóng rất là đẹp. MK Acoustic. Và đây là đầu thu nha các bác, đầu thu micro. Rất đẹp, rất xịn và rất là chất lượng nhá. Chiều về thì em đã test thử chất âm của con micro này. Nó cho một tiếng rất là trong sáng, tiếng rất là nhẹ nha các bác, rất là ấm tiếng. Sản phẩm khi đến tay của các bác nó sẽ full box như thế này. Đó, MK Acoustic S400 Plus. Em về trước thử 3 bộ thì em test thử chất âm cực kỳ là hay. Đó nên em sẽ nhập về nhiều để phân phối cho tất cả bác trong thời gian tới nhé. Các bác có thể xem được mic cực kỳ là đẹp. Và giá một bộ micro không dây này bên shop em phân phối cho tất cả bác là 3.100.000 nhé. Chỉ có 3.1 triệu thôi. Dòng micro này nó cân được những dòng mic dưới 6 triệu đồng nhé. Đó, trong tầm giá dưới 6 triệu là bộ mic này nó sẽ không bao giờ thua kém dòng mic nào cả. Nên các bác cứ yên tâm nhé. Đây, em đã test thử rồi, chất âm cực kỳ chuẩn. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu một bộ micro để mình có thể sử dụng hát karaoke gia đình thì có thể liên hệ cho em nhé. Và số điện thoại Zalo duy nhất của em là 0969 569 157. Zalo là 0962 182 145. Địa chỉ là 58 Sạc 5, Quốc lộ 22, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện đường Lê Thị Hà. Nếu bác nào ở gần thì có thể tới trực tiếp cửa hàng test thử và em sẽ cho nhân viên tới ráp tận nhà cho tất cả bác nhé. Rồi, một lần nữa thì em xin kính chúc tất cả bác sức khỏe bình an và gặp nhiều may mắn nhé. Rồi, em chào tất cả bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.